người nhảy ra nhảy vào cho nó ít, khi vào đây toàn con em trong ngành không phải là ai cả. Giả vậy là lương này là khá chứ đúng không? Lượng lao động thì đây là 1.200 người. Thế còn lương là 17,8 triệu. Người khá đúng không? Rồi chúng ta sẽ giới thiệu đến các thành viên nhé, xem nó liên quan đến ban lãnh đạo xem có gì đặc biệt không. Ông Kỳ đúng không, chủ tịch bắt đầu làm từ năm 86 cơ, như vậy là khá dài đúng không. Giám đốc ban quản lý dự án khu du lịch thể thao quốc gia Mỹ Đình, Thừa Thiên Hà Nội, phó vụ trưởng vụ kế hoạch tài chính ủy ban thể dục thao, có tổng đốc ban quản lý các ban quản lý dự án. Ồ, như vậy nhảy chéo sang ngành này ngay đúng không? Ngày xưa cũng cán bộ nhà nước đúng không? Liên quan đến ngành thể thao cũng như là ngành trong ngành dầu khí đúng không? Như vậy là đặc biệt. Rồi tổng đốc của ban quản lý các dự án thủy điện, khai thác tài sản dầu khí tổng thị à, năm 2089 trong lúc ấy Pinpeople là bắt đầu thành lập, chuyển ban quản lý dự án, chánh văn phòng của tập đoàn cũng là to, chủ tịch công đoàn dầu khí Việt Nam rồi đúng không? Vậy là đi lên nhảy chéo bất ngờ đúng không. Lê Như Linh đúng không, thành viên kiêm tổng đốc, giảng viên trường đại học mỏ, chuyên viên chủ tịch hội đồng quản trị của tổng công ty khoan và dịch vụ dầu khí, cái này chắc PVD rồi, bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng thành viên của tổng ty dầu, đây là oi. Sau đó để phó bí thư đảng ủy, bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng tổng ty khí Việt Nam, ga đúng không, đây là ga. Ô mày tổng đốc của Pinpeople mà bơi nhiều mảng nhỉ, chủ tịch của khí đúng không, đến năm 18 ga chuyển đây làm thành viên của tổng đốc của bên Pinpeople, như vậy là đi các mảng đúng không. Tổng đốc của bên Pâu là ngày xưa là chủ tịch của khí, mà ông khí này thì bây giờ là đầu vào của Pâu đúng không? Như vậy từ bên này sang bên kia thôi, thậm chí có thời cả bên oi đúng không, PVD là cũng có lãnh đạo hết đúng không? Như vậy là cái việc có luân chuyển như này dẫn đến là rất hiểu biết với bên nhà cung cấp nhé. Rồi quan đi quan lại thì chắc là khả năng là có thể điều tiết được cái hoạt động kinh doanh của Pâu. Vũ Huy An đúng không? Chủ tịch của công ty bất động sản tài chính dầu khí, phó chủ tịch của tổng công ty tài chính A PBFC, bây giờ thì như là ngân hàng rồi, ngân hàng PBcombank, thành viên của Pâu rồi, đây là thành viên của Pâu rồi, trước bây giờ thì có vẻ không còn gì rồi, ở đây xem chừng là toàn những người có tuổi rồi, chú rồi. Cử nhân ngoại thương thật sự đấy. Muốn xem kỹ một chút nhé, xem có liên quan gì quan chức nhiều không, thăm dò khai thác dầu khí này PVIP rồi mày thì kinh nhỉ, múc dầu lên bán, thành viên hội đồng thành viên của tổng đi cung ứng nhân lực và dự cái này nghe lạ hoắc rồi, tạm thế thành viên chuyên trách của hội đồng thành viên của công ty tổng công ty điện dầu khí rồi đúng không, đây là ở đây ngay từ lâu rồi, Phạm Xuân Trường đúng không? Rồi học viên sĩ quan bộ tư lệnh hàng không à, bên sĩ quan Hải Hưng, ồ, tên cũ ngày xưa. Chú này có khi sắp phải hưu, tham làm từ năm tám mấy mà. Giám đốc Sở Công nghiệp Hưng Yên năm 2008, như vậy là quan chức khá cao đúng không?
sau nhảy thẳng phát sang đây làm phó tổng đốc của tổng công ty điện lực dầu khí, đúng không? Bây giờ là thành viên, đến nay thì không thấy làm điều hành nữa mà chuyển sang làm thành viên thôi, đúng không? Như khả năng là chú sắp bị hưu rồi, ông Lê Như Linh, đúng không? Cái này thì vừa đầu chuyên rồi, là bắt bắt nháo các công ty trong ngành dầu khí. Của công đoàn dầu khí rồi, nói chung ban bè ở đây có vẻ đi theo cái đường cũng từ các nơi về, đúng không, chứ không hẳn là chuyên sâu quá. Thì nhìn chung thì cũng đều có tuổi, đúng không, đây gọi là có sống lâu nên đã làm có tổng tổng điện lực dầu khí rồi, đúng không? Không, ngày xưa có thời làm còn bên xi măng, giờ thì có tổng rồi, ok tạm thế. Ui nhiều cái ban điều hành này nhiều người thế, khả năng chắc là những người dưới gọi là kém quan trọng hơn một tí thì mình chuyển chuyển nhá, khoảng cái như nào rảnh thì đọc thôi. Ban điều hành đúng không? Ở đây có kế toán trưởng. Ừ, kiểm tra xem có gì được không. Công tác tái cấu trúc đúng không? Thì cuối cùng thì năm đầu năm 19 năm ngoái thì Paul đã chuyển sang sàn Hồ Chí Minh từ sàn Upcom. Hai ban hoàn thành và sửa đổi ban hành quy chế tổ chức hoạt động chi nhánh của People Hà Tĩnh, People Cà Mau, People Nhân Trạch, People Than, Gbot, chả biết đó là cái quái gì. Service đúng không? Thằng này chắc VPS rồi. Machino thì biết. Máy gì đấy rồi. Rồi thì ai đây đúng không? HHC, Bắc Cạn là thì bán rồi. Chắc một thằng Bắc Linh, một thằng làm gì đấy. Phải từ điện thôi mà. Hủy Na đúng không? Chắc đây là Hủy Na, đây là Bắc Linh. Công tác thoái vốn. Sông Vàng nó sút rồi. Đúng không? Đầu tiên thì bằng NED đấy đúng không? Hình bên nó còn này phải, cũng sút rồi. Không cần quan tâm nhiều, thằng nào xui rồi thôi bỏ qua. Và mấy thằng đậm chiến đậm chủng gì đấy thế, chắc là mai này cũng nên xui nốt đúng không, không cần cái cẩm nhiều như thế. Rồi ở đây họ có đặt ra cái kế hoạch của năm 19 đúng không, họ muốn toàn tổng ty là 21 tỷ 6, cuối cùng thì mình nhìn được là 22 tỷ rưỡi đúng không, như vậy là cũng là ngon đúng không? Thì mẹ đây đúng không, 15 tỷ 7, chắc là sau đó cộng một vài công ty con vào, vậy là tính ra năm 19 là cũng đã đạt được kế hoạch rồi, không phải là kém. Thì đây chúng ta thấy trên vốn chủ có 7,5 thôi đúng không, chịu tức ông ấy định chịu phiếu nhé đúng không, định chịu phiếu nhé đúng không? Đến giờ thì mình chưa thấy đúng không? Ai vào đây là cũng bắt đầu là cũng là mệt mỏi đấy đúng không? Rồi đúng không? Năm ngoái nhu cầu đầu tư xây dựng thì cũng ít thôi, không? Tất cả tầm chỉ có 4,8. Trong đó 107 góp thành viên, cơ bản 250, mua sắm thiết bị là chỉ có 93 thì thôi. Để tính ra năm ngoái không có cái gì. Kế hoạch đầu tư xây dựng 3 thì 3. Kế hoạch giải ngân một số dự án tổng lên tới nữa. Rồi đúng không? Chắc chắn là cái quan tâm đầu tiên đấy chính là Nhân Trạch 3 đúng không? Nhà máy Nhân Trạch 3 chúng ta là năm nay đây đúng không? Năm nay là có vũ bản sẽ khởi công đây. Dự án ở đây thì chúng ta thấy là này chắc là gọi là triển khai dự án thôi, như 107 tỷ này đã xây gì đâu đúng không? Lập kế hoạch.
Rồi đúng không? Cho 29 là vẫn chưa có cái gì gọi là đáng tiền cả. Còn theo mình thử xem là họ chi đầu tư cho năm 19 xem như nào. Có 180 tỷ thôi đúng không? Như vậy trên đó, ông thu tiền về là 80 tỷ, chắc là bán với thằng Bắc Cạn. Đúng rồi. Tính lại chưa đầu tư gì đúng không? Vì đây 400 thì thôi chứ đã có quá gì đâu đúng không? Vậy là cũng bình thường đúng không? Dự kiến thôi nhưng mà cũng chưa giải ngân. Quản trị công ty dự kiến là nguồn khí suy giảm ảnh hưởng đến việc đảm bảo đủ khí đúng không, và độ khả dụng của nhà mình. Đây thì phần đấu là 21 tỷ 6, lần trước thuế sau thuế là 2.200 đúng không? Lần trước thuế là 2.000 2.500 đúng không? Nhưng mà theo như mình nhìn thấy đây là 3.100 cơ, đúng không? Như vậy là mọi thứ đều ok. Đúng không? Vậy là mọi thứ đều đang ok. Trùng tu nhà máy thủy điện Huổi Na này. Tiểu tu nhà máy điện Cà Mau 12, Nhân Trạch 12, Đắk Rinh nậm cắt và sửa chữa định kỳ nhà máy Vũng Áng 1. Nhà máy chính thì có Nhân Trạch 12, Cà Mau 12 và Vũng Áng. Rồi. Tập trung chỉ đạo đây rồi. Dự án trọng điểm đúng không? Nhà máy Nhân Trạch 34 theo tiến độ được duyệt. Đôn đốc việc là báo cáo đầu tư công trình FS, đàm phán với các nhà hợp đồng mua bán LNG, mua bán điện PPA luôn, cái này trong với EPTC rồi thu xếp vốn cho trình và triển khai các gói thầu. Đúng rồi, tất cả điều nào đều cắm hết vào đây đúng không? Cái dự án này thì còn lâu đúng không? Mình gọi là chưa kể còn xuyên quốc gia đúng không? Chỉ đang nghiên cứu dự án đầu tư mở rộng kho than của nhà máy điện. À, đúng rồi, hôm năm nay ở Hà Nội mình thấy có cái trụ sở nhưng mà thuê của bên Viện Dầu Khí cơ, đấy phải trụ sở của ông ấy. À, đấy phải tòa nhà của ông ấy. Nó định xây riêng đúng không? Dầu khí là phải hoành tráng. Rồi, phần đấu vào VN50 thì cũng vào rồi. Rồi, không có gì rồi. Chỉ có cái gần đây giá phiếu giảm kinh quá đúng không? Vốn hóa chưa nổi 20 ngàn. Vậy là hôm nay cũng phải đi học cơ. Rồi, trung tâm nghiên cứu cái này về những người làm nghề như mình chỉ đọc thôi. Đúng không? Rồi, cũng phải học. Không có cái gì đấy gọi là tối thiểu. Đúng không? Khóa học này có trong khóa học khác rồi, không phải khóa học chứng khoán bình thường rồi, không liên quan đến đại chúng rồi. Và mình chỉ kiểm tra trong các cái thông tin này thì như nó cũ quá rồi đúng không? Chắc là để tới là mình sẽ kiểm tra xem báo cáo quản trị của năm 19 rồi. Mà kiểm soát thì khả năng là mình sẽ phiên phiến rồi nhé. Mà kiểm soát Việt Nam mình ý nghĩa nó thấp. Hội đồng quản trị chỉ đạo hết. Kiểm soát gì ai đâu. Đúng không? Bỏ qua toàn chữ nhìn cũng không vào mắt được. Tiền lương đúng không? 45 triệu năm chia 12 tháng nhưng mà còn chưa được 40. Vậy lương này chắc là ấy thôi. À, cái này có 6 tháng cuối năm thôi, như vậy thì cũng là cao đấy đúng không? 70 tháng. Như vậy là lương này cũng là cao, không cộng thêm thưởng đâu, khi chắc là mỗi người phải trăm 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 hai tháng. Như vậy là cũng thu nhập của bên Paul cũng là cao đấy đúng không? Rồi, đúng không? Chúng ta đấy, cái thông tin rồi. Đến đây là đến phần báo cáo tài chính rồi. Đúng không? Nhưng mà trung tâm thông tin về doanh nghiệp về cơ bản bên báo cáo tài chính là chúng ta đã đọc được qua. Không biết là mãi mà chưa nhìn thấy báo cáo thường niên đâu, 29 đâu, để chúng ta xem cái thông tin mới. Đọc lại bản cáo bạch của năm ngoái lên sàn thì nó hơi hơi phù phiếm đúng không? Thì kiểm tra qua rồi. Có thể chắc là buổi sau mình đánh giá đây. Buổi sau mình liếc qua một tí ở đây nhá. Nếu là có báo cáo thường niên thì lại nhảy sang báo cáo thường niên luôn. Nếu xong nếu không thì sẽ clip ở đây nhá để chúng ta có thêm thông tin. Dù sao ở đây cũng là một VN50 đúng không? Chúng ta cần phải kỹ thông tin họ rất nhiều đúng không? Cố gắng đánh giá tổng hợp được thì tốt đúng không? Dù sao thì
Điểm mấu chốt ở đây là chúng ta đã nhìn thấy là họ sẽ định làm Nhân Trạch 3 đúng không? Và Nhân Trạch 4. Trước mắt là Nhân Trạch 3 đúng không? Chúng ta cần phải quan tâm cái này đầu tiên. Và tổng đầu tư dự án này là khoảng 16.000 tỷ. Vốn đứng ở đây là khoảng tầm 5.000. 3% mà. 5.000. Như vậy là nói chung là về cơ bản này Pâu là hoàn toàn có thể đối ứng được cái vụ đấy. Thì một năm khấu hao và lợi nhuận là hoàn toàn có thể đạt được khoảng hơn 5.000. Thử báo cáo chính lại nữa xem nào. 3.000, 3.000, 6.000 cơ, đúng không? À không, đây là lợi nhuận trước thuế thôi, lợi nhuận sau thuế 2.500. Như vậy là tính ra là khoảng hơn 5.000, đúng không? Hoàn toàn có thể cân được những cái cân kèo được những cái vụ như này. Đúng không? Như vậy là ok rồi đấy, đúng không? Hôm nay tạm thời mình dừng đây nhá. Chắc là dừng lại chút rồi có thể phát hành luôn. Rồi, cảm ơn các bạn nhá. Hôm nay ok.